Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi lại chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về nhân tướng học. Tướng đàn bà ham mê tiền bạc, sớm muộn cũng bỏ chồng hàn vi. Ngày nay khi xã hội vật chất đã sản sinh ra ngày càng nhiều những cô gái xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại dễ mở mắt trước tiền bạc. Trong điều kiện vật chất leo thang, bất động sản cao ngất ngưởng, muốn cưới được một cô gái kiểu này đã khó mà giữ được họ lại càng khó hơn. Với ngoại hình hấp dẫn sẽ giúp tăng cường khả năng cuốn hút của phụ nữ, nhưng nó không phải là chìa khóa duy nhất để mở trái tim của một người đàn ông, mà chính thế giới nội tâm và lối sống của người phụ nữ sẽ quyết định lực hút của mình. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của người phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu và hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ xin tổng hợp tướng số người phụ nữ ham tiền mà đàn ông bình thường vừa yêu lại vừa sợ để các bạn cùng tham khảo. 1. Phụ nữ có mặt hình quả lê. Đặc điểm khuôn mặt là trán khá nhỏ và hẹp, cằm rộng và đầy đặn. Người như vậy thường có cơ thể đầy đặn và béo tốt. Phụ nữ mang tướng này làm việc gì cũng tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, hành động mạnh mẽ như nam giới. Họ vô cùng sùng bái vật chất, do quá tham lam thường bị mờ mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền nên thường đưa ra phán đoán sai lầm, hơn nữa còn khiến bản thân khó mà giữ được của cải. 2. Tướng có mũi tẹt ngắn và nhỏ hoặc mũi diều hâu. Với mũi tẹt ngắn và nhỏ, đặc điểm sống mũi tẹt cho mũi nhọn trông giống như mũi hách của trẻ nhỏ. Mũi chiếm tỷ lệ nhỏ trên khuôn mặt nên nhìn cả về tổng thể, mũi rất thiếu khí thế. Người mang tướng mũi này thường không có chủ kiến, tư duy kém, dễ bị người khác sai khiến. Tướng mạo trông khá trẻ con, mềm mại. Loại người này có tính cách rất trẻ con, mãi không thể trưởng thành được. Đặc điểm, sống mũi không tạo thành một đường thẳng mà có vết gồ lên, nhìn xương sẩu, chuẩn đầu, tức trong mũi nhọn khoằm giống như mũi chim ưng. Đây là tướng mũi của người tự tin và ích kỷ, đặt quyền lợi của bản thân lên trên hết. Tính cách thường cố chấp, nóng nảy khiến họ khó có thể tránh được những cuộc tranh luận lớn. Họ có khuynh hướng tạo cơ hội cho bản thân vì không chờ đợi được việc ngồi chờ thời cơ, giành quyền ưu tiên trước mọi tình huống và thẳng tiến tới mục tiêu. Họ cũng là con người rất nhân tâm. Cánh mũi có vết sẹo hoặc nốt ruồi xấu. Những người phụ nữ này thường rất sùng bái đồng tiền và thích theo đuổi những giá trị vật chất. Tuy nhiên, họ cũng thường bị bạn bè làm cho liên lụy bởi những phiền toái không đáng có. 3. Người có khoảng cách giữa hai lông mày quá rộng, mày cao. Khi có hai đầu lông mày cách xa nhau quá chiều rộng của hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa, mày cao hơi xếch lên thì người phụ nữ có hai mày cách xa nhau này thường không thể kiểm soát được tình cảm của mình với tính cách tâm trạng, vì thế mà thay đổi thất thường. Nếu kết hợp với lông mày hình chữ bát, tức là hai đuôi lông mày chúc xuống, thì người phụ nữ này không chỉ hay thay đổi mà còn không có chủ kiến. Mọi người nói sao thì nghe vậy. Hơn nữa cô ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền nên rất dễ bị sa đọa. Khi trong đoàn thể, người này thích tranh luận, quyết tâm đạt mục tiêu. Tướng ngoài này thường thành công sớm và đạt nhiều thành quả. Nhưng các mối quan hệ cá nhân và gia đình có nhiều mâu thuẫn bởi tham vọng quá lớn. 4. Người đàn bà có mắt lồi. Về đặc điểm, tròng mắt nhô ra hơn so với bình thường. Phụ nữ mắt lồi thường thích chiếm hữu. Sự tham lam vật chất của họ dễ gây ra xung đột với những người khác, khiến mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng. Một tính xấu nữa của họ là hay lật lọng, không dám chịu trách nhiệm, thường đủ đầy trách nhiệm cho người khác. 5. Người đàn bà có ánh nhìn liếc xéo. Về đặc điểm, người mà mắt có thói quen liếc xéo, nhìn sang ngang, không nhìn thẳng. Họ có chứa nhiều suy nghĩ thâm độc, mưu kế khiến người khác phải đề phòng, dè chừng. Họ tính toán thiệt hơn với người khác chỉ vì mối lợi trước mắt. Hành động thì lén lút, họ tư lợi, không sẵn sàng chia sẻ với người khác những điều tốt đẹp. Không chỉ vậy, họ cũng hoài nghi với những người xung quanh, ngay cả với những người thân nhất đối với mình. 6.
tướng cười hở lợi khi nói chuyện hoặc cười dễ hở phần lợi răng. Phụ nữ như vậy thường có tính tình ôn dịu, hài hòa, đối xử với mọi người thân thiết và cởi mở, dễ để lại ấn tượng về một cô gái ngốc nghếch. Tuy nhiên, thực tế loại người này không đơn giản đến vậy. Họ có tham vọng mạnh mẽ đối với tiền bạc và khát vọng mạnh mẽ với tình yêu. Họ bất chấp mọi thủ đoạn để có thể thỏa mãn nhu cầu của mình, khó có thể cưỡng lại được trước mọi cám dỗ. 7. Người sở hữu hàm răng không đều. Về đặc điểm, răng mọc khớp khảnh, không thành hàng lối, sắc răng vàng. Người mang tướng này thường tâm thuận bất chính. Trong nhân tướng phụ nữ có đặc điểm này thường tham lam, sùng bái vật chất, ích kỷ, tư lợi, luôn tranh giành quyền lợi về mình. Về tính cách, họ khá nóng nảy, tâm tư hay thay đổi, bởi vậy khó tạo dựng được các mối quan hệ với mọi người, nhân duyên không được tốt, tiền đồ tương lai mờ mịt. 8. Phụ nữ có xương gò má cao. Phụ nữ có xương gò má cao, có thế mạnh trong giao tiếp, làm việc kích động, tham vọng mãnh liệt, luôn vì hy vọng bản thân có thể chiếm lĩnh vị trí lãnh đạo vượt lên trên người khác. Tính cách mạnh mẽ, quật cường nên nội tâm kiêu căng. Nếu gặp người có điều kiện kém hơn mình, dễ tỏ thái độ khinh bỉ, ghét bỏ. Tướng mà phụ nữ ham tiền này báo hiệu ở thời điểm bạn lựa chọn nửa kia sẽ lấy điều kiện kinh tế là yêu cầu hàng đầu. Ngoài ra chẳng cần quan tâm tới tính cách, ngoại hình hay bất cứ điều gì ở đối phương. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể thông qua dễ dàng. 9. Phụ nữ môi dày. Tướng mặt của người phụ nữ ham hư vinh điển hình là môi dày và vảnh. Xem tướng môi đoán phúc họa cuộc đời. Người này thường xuyên ỷ lại vào người khác. Nếu người ta không thể đáp ứng được nhu cầu của mình thì sẽ khó chịu, bất phân phải trái, oán giận, làm loạn lên. Đặc biệt, người yêu hay chồng nếu từ chối mua đồ mà cô nàng ưng ý thì khóc lóc om sòm, tức tối la mắng đối phương vô năng, lâu dần nảy sinh mối bất hòa. Cưới người phụ nữ này về làm vợ, một đời cực khổ mệt nhọc, kể cả chồng có năng lực tốt đến đâu cũng không thể chịu hết được ham muốn vật chất của người vợ. Tất nhiên là gia đình sẽ mâu thuẫn và rất dễ dẫn tới ly hôn. 10. Phụ nữ có đường ranh giới tóc không đều. Đường ranh giới tóc là chỉ đường nếp tiếp giáp giữa phần tóc trên đầu với trán. Nếu đường ranh này lộn xộn, không đều, cho thấy đây là người thường có gia cảnh không lý tưởng, khá vất vả. Vì vậy, trong họ dễ sinh thành ý muốn được hưởng thụ, quan tâm nhiều đến vật chất và không muốn tu dưỡng tâm tính, có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. 11. Nữ giới hay cắn móng tay, mắt chớp liên tục. Theo nhân tướng học, những người này thường có thói quen cắn móng tay, đặt ngón tay vào trong miệng, là người khó nắm bắt nội tâm, vì trong thâm tâm họ nghĩ những gì mình cũng không thể biết. Họ thường rất có mưu mô trong cuộc sống và sự tính toán tiền bạc vật chất. Phụ nữ hay cắn móng tay, mắt chớp lia lịa mỗi khi nói chuyện, thường là người không thật thà, không đáng tin. Khi giao tiếp thường tỏ vẻ ngây thơ, nhưng kỳ thực lại là người toan tính, nham hiểm hay đố kỵ. Trong hôn nhân, người này ích kỷ, không thích chăm sóc gia đình, chồng con, cần phải hết sức thận trọng với loại người này. Thưa các bạn, sự phân biệt giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội khiến con người phát điên và lấp đầy trái tim bằng sự tham lam, yêu ghét, thù hận và vật chất. Song có một thực tế là người đàn ông thành công, đặc biệt là về tài chính, thường tránh những người phụ nữ luôn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới tiền bạc. Mặc dù có nhiều tiền sẽ rất tuyệt để sống một cuộc sống xa hoa, nhưng những người phụ nữ chỉ nghĩ về tiền bạc và lòng tham vô đáy, muốn tài chính sẽ chẳng dẫn tới đâu và sẽ đang làm cho bạn xa họ mà thôi. Hy vọng với kiến thức trên đây sẽ giúp các bạn tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.